Khoan. Rồi. Hello mấy bạn, hello gia đình. Hôm nay thứ hai mình nghỉ ốp, mình với ông xã mình đi chợ Sông Thủy mua vô đây hải sản sống á mấy bạn. Giờ mình mua về để tối nay mình về mình hấp xả cho mấy đứa con ăn. Thì mỗi mỗi lần đi chợ là mình đi chợ một cái chợ vậy mấy bạn. Giống như là bên này chợ Sông Thủy hồi nào mình chưa đi, bây giờ mình chưa đây mình coi giá cả xong á mấy bạn. Giờ mình tại vì mình ít có đi quay mấy bạn, biết sao giờ mình đi làm. Vậy thứ hai, thứ ba, thứ năm là mình được nghỉ rồi mình sẽ đi quay cho mấy bạn coi nha. Bây giờ mấy bạn đi vô với mình, vô chợ Sông Thủy với mình nha. Giờ đồng hành ăn khẩu trang. Vô. Hàng quá nhiều quá nó chật chỗ đi luôn. Sầu riêng 10 đồng 99 nửa ký. Cái đó trái gì cô? Xoài, xoài á. Ủa xoài nhỏ xíu vậy? Ăn thử ngon lắm. Cái xoài giống như trái cốc luôn. Mua thử về đây đi. Giờ chút nữa mua con. Nó sẵn cái bọc luôn. Sẵn luôn. Đợi chanh xanh kìa. Lâu lắm mới thấy là trái chanh xanh. Ăn chanh vàng không? Sao ở trong chỗ em có nấm Việt Nam ở đây nữa không? Nấm à? Nấm gì vậy? Nấm Hàn Quốc. Cái chân đụng ngồi đồ nấu ăn chua.
Này giống ngò vậy. Này ngò nè. Phèo em vậy. Phèo nó mề gà. Mề đâu phèo. Mề gà giống kia. Đó là gan, tim. Tim heo, lưỡi heo. Phèo quá hả? Chưa? Ngán rồi. Cái này là bao tử hay gì nè. Ừ. Ủa, bao tử. Cho em hai phao này. Hai phao phèo anh. Phèo anh. Lửa. Lửa cái túc ở trong nó nhỏ nhỏ. Dạ đúng rồi, ok. Dạ. Thêm nữa không? Thêm hai phao được rồi anh. Dạ. Người Việt mình mới ăn này không? Chỉ người Việt mình mới ăn thôi. Dạ. Mỹ đâu ăn phèo đâu. Em bỏ xào, bỏ hết. Rồi lỗ tai heo rồi đó không? Làm sausage ngon lắm. Dạ. Làm mình khe nước dừa. Dạ đúng rồi. Việt Nam mình khe nước dừa thì đủ loại. Dạ. Ok. Rồi cảm ơn. Đây có bò Thái nữa rồi. New York. Em ba phao sườn non. Sườn non nằm ở đây nè, không phải nằm ở đó. Đó là sườn rán. Yeah. Đây nè, sườn này nè. Dạ đúng rồi. Là hai ba phao không? Dạ ba phao. Dạ. Về chia sẻ. Em là gì? Gia vị của Việt Nam với chiên sả. Anh ăn thịt luộc chấm mắm tôm không? CJ nè. CJ này là cha của CGV nè. Đây là thực dạ. phẩm. CJ nó là công ty thực phẩm. Nó thuộc tập đoàn Samsung các bạn. Đúng rồi, chiên sả cho mấy đứa nhỏ với nấu súp. Bi kiều sốt này nước sốt thôi đủ rồi thôi bò thái 8-9 đồng bao thôi ăn bò đi em ăn là em lấy sức thôi. Buổi sáng ăn là sao mua đi? Thôi đi em có phèo quá. Ờ. Mua vậy làm gì biết không?
Anh biết làm gì không? Cơm cháy, ổ cơm á. Bậy, cái này là kho mắm ruốc là nhức nách luôn. Nhức nách luôn, thôi nhức nách thì không ăn, nhức nách không ăn, nhức mình đi không nhức thì xong ghê anh ngủ. Cái đó là cái gì bà rội. Thôi, ngán à. Lưỡi heo nó đậu không? Ngán rồi, ngán rồi. Có 4 đồng một cái à? 4 đồng cái, 2 cái 5 đồng đó anh nội. Không? Không, cái bịch này là 4 đồng nè. Ừ, thôi đi. Mình lấy cái đầu tiên. Cũng cuối á, nó tư. Chứ không phải nó bỏ ở đây, xong rồi cái cũ nó bỏ ở mùng kia. Gà. Gà Mỹ không? Gà. Gà thôi. Gà dai đi bộ. 12 đồng, 13 đồng một con. Thì bằng cái kia không? Cái kia 16 đồng. Thì người ta về người ta luộc nữa. Ừ. Đúng rồi, người ta nói lời có mình nếu mà nó nghe tao lấy từng con. Vậy lấy con này về luộc đi. Để bữa nào về hấp xả. Rồi con nhỏ nhỏ thôi. Để cái ngày nấu cháo ăn cúng á. Ừ. Thường hỏi bữa hôm em làm cái này nhà mình còn cái chiên trồng cái ít chỗ làm đâu biết đâu. Ghẹ là mới thấy ghẹ nè. Anh, ốc sầu biết 5 đồng 6 đồng bao đông lạnh hết rồi. Bữa mua ốc hương ở đây nè ăn thua luôn. Gì? Ớt đâu? À, ớt đây nè. Ớt, tôm. Tôm. Lá gì bự quá. Đen đâu? Dạ, còn sắp cái sao này nấy rồi, nó qua đông đá hết rồi. Vừa nó hoa là con gì đó? Dồi dồi. Còn sống luôn, còn có mấy con. Nhìn con. Nhìn trong kia giống vậy chợ. Quá giống luôn ha. Cái này giống mình hơn chị. Mình mang ốc giống như chú Tây. Gì? Mình mang ốc giống như chú Tây vậy. Lèn
khởi động vào. Chào biết nướng mới anh. Không tài. Cho biết này nướng. Một cho biết nướng mỡ hành không? Ừ. Mấy con. Ủa cho biết nướng mỡ hành về nhậu các bạn. À xào lông quên. Xào lông nướng mỡ hành nhầm với cái xào huyết nhỏ. Dạ. Yeah. Sao biết em cũng mua nữa nè. Ừ. Chưa cân. Tưởng nhau về kia cân. Cái tủ bên cá đó bớt vô ra ở ngoài á. Cái tủ mình gần cái bàn ăn á. Rồi có gì dạ cảm ơn anh. Mối gì ạ? Ồ xin lỗi chị. Ốc nó còn sống vậy. Cá tầm, cá bông lau á. Ừ. Ốc gạo còn sống không ta? Rồi bữa ăn ngon. Lobster. Con này à. Ghê không? Bằng cái bàn tay luôn. Con này nghiêu chúa hay gì? Nghiêu bằng cái bàn tay luôn. Rồi đâu có thịt bao nhiêu đâu. Mình cái đầu kia đó. Rất to nguyên con xào trứng muối. Tôm hùm xào đặc biệt. Nè thấy không? Tao làm sẵn không? Rồi tôm gan muối kìa. Quá đỡ. Đồ ăn có sẵn nè. Đồ ăn có sẵn nè. Về có
cơm rồi ăn cá kho ha. Cá kho bà ăn hả? Ừ. Thôi em có ớt nè, cái gì em làm tự em. Tám đồng chín chín. Tám đồng chín chín, nửa đồng hả? Chín đồng. Chín đồng một bao là nửa ký á. Ừ. Tôm rang muối. Múc thêm hai lon bia nữa. Quá ngon. Chín đồng. Dạ. Chả ở đây hay ngoài kia anh? Chả ở đây hả? Dạ. Năm người tôi nè, Cá Linh. Cá Linh hả? Ừ. Cá Linh nữa mấy bạn yêu. Cá Linh. Mua tôm về ăn luôn. Rồi về, về ra. Về đủ rồi. Vậy phải ăn cũng hơi mấy ngày nữa. Cái này có tiền rồi đó. Ừ, tôi biết là bỏ riêng ra. Rượu. Thì cho Mỹ Hùng rửa thêm đi ha. Hennessy 50 đồng. Ok. Ok, rượu đây cũng đã. Mặt lên 4 mấy đồng. Mặt teo. Có giá. Bên đây rượu Mỹ luôn. Số 7 bên về nữa không? Rồi giờ. Đây số 7 đây rồi. Đó đây rồi, hồi nãy cũng đi ngang nữa mà sao không thấy đâu. Nói gì nữa không anh? Thôi thôi đủ rồi. Mai mua mai đi trả tiền một cái. Ừ. Cái này là đồ ăn nhiều hơn, rau cải, sạch, tầm của anh. Cái này để đi, để cho nó. Ồ, để. Cái túi đâu ra đi, đâu, chết này, bữa nay mua đồ ăn nhiều hơn mấy bạn ơi, mua đồ ăn nhiều hơn là rau cải. Rau cải bây giờ bớt rồi, tại vì mình đi làm nhiều á. Đi làm về mệt mỏi quá rồi. Không có gì giờ. Giờ bữa nay mình đuối với chú. Which one? This is the top. This is the top. This is the top. This is ở đây không có bảo vệ chắc đâu, từ từ xem. Ở đây không có bảo vệ chắc đâu. Có vậy này có về rồi, nó thấy bảo vệ rồi. Rồi nói gì đi. Hết rồi đi về. Giờ mình xong rồi đi chợ mua hải sản về tối nay, hôm nay mình sẽ hấp xả cho mấy đứa con ăn. Rồi thôi bây giờ mình cảm ơn mấy bạn nhiều và cảm ơn gia đình. Mấy bạn ơi mình
thời gian qua mấy bạn đồng hành với mình. Mình cảm ơn mấy bạn nhớ cho mình một like, subscribe với mình nha mấy bạn. Bye bye mấy bạn.